Thân mến, và hiện tại thì Hiếu đang có mặt được tiếp xúc với lại một trong những mỹ nhân quyền lực nhất của đầu phay 2017. Rất là xinh đẹp ạ. Đứng kế bên và thực sự là toát mồ hôi luôn. Quý vị thấy không ạ, hôm nay vô cùng rạng rỡ và xinh đẹp. Và cho Hiếu hỏi rằng là để có được một sắc vóc, một nhan sắc hoàn mỹ như thế này, Hiếu tin chắc là Minh Tú sẽ có một cái sự đầu tư thực sự là nghiêm túc cho bản thân của mình. Thế thì Minh Tú có thể là chia sẻ lý do cũng như là cơ duyên gì mà Minh Tú đã đến với The Master Việt Nam không? Thực ra thì như mọi người cũng đã biết thì xuất thân của Minh Tú là nghề người mẫu, thì ngoài cái việc mà chăm chỉ tập người có thể ra thì bạn gia và con mặt trong những cái chăm chút rất là nhiều, và khi mà mình nghề người mẫu thì cái việc trang điểm của mình hàng ngày nó rất là nhiều và thường xuyên phải di chuyển, đôi lúc thì mình sẽ không có nhiều thời gian để chăm chỉ cho thêm cái này đi, chị làm thêm cái kia đi, chị làm thêm. Nhưng ở The Master Việt Nam thì nên mấy môi đủ rồi, em dạy rồi, đừng đừng. Nhiều khi là cái em dồn nhiều cái chất dinh dưỡng vào một lúc thì nó sẽ không khỏe, phải để thời gian cho mình. Đó là một cái điều mà mình cũng cảm thấy đánh giá rất là cao, bởi vì là đây thì cũng xin được chúc cho Minh Tú sẽ luôn thành công với những dự định của mình, ngày càng xinh đẹp hơn, ngày càng thành công hơn rất là nhiều, và chắc chắn sẽ là một lời chào dành cho tất cả các khán giả của The Master. Rất là cảm ơn tất cả các bạn, rất là cảm ơn đến The Master đã mời Minh Tú đến trong ngày hôm nay, và hy vọng rằng là The Master sẽ chấp cánh ước mơ cho nhiều mơ khác, muốn xinh đẹp, muốn đẹp thì và giống như Minh Tú chẳng hạn từ một xấu xí đến hôm nay mình có thể tận tâm với cái sức mạnh. Xin được cảm ơn Minh Tú rất là nhiều. Xin chào tạm biệt.